nghiệp xưa bom pháo từ đó khnì ngày nay họ thọ tập bơi chớ bom pháo bơi ở Bắc Sa này ta vó rồi ta xem lấy sợi dùng cái chơi cái cha bình phẩy bom pháo hai cái đắng sờ bô sạt chớ bom pháo sạt cha slap ấy sờ bô về nơi chớ nó khai đồng hào người ta bà sao bà xây dung chị chát anh đang đang phía sai cái anh đang cái hai chiến ở bị chiến cái hai bên chiến hai chế cái này phía sai sát ở sư đăng này không anh mình dễ lắm chị chát chị chát nên là sập bóng croang mà bóng sập bóng croang này ủa này nhỏ mấy thợ này nè đi ấy mà chu cường đang khoáng sáng ngắn mà bọn này to miền phong miền phong mà chu phơi mà chu ấy đang thở anh khoáng chu thì sẽ phép sọc sái bằng phôn khai nét 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 thơ sẽ bị xa cái chỗ hai tới nét thơ sẽ phép cái thơ tiếng bằng phôn khai nắng á cái gặp bông chắc đam thơ sẽ phép khai nét đi thoát này gặp bông thoát này anh sẽ đây sẽ bị xa bàn khăn nó cái thơ sẽ phép bằng phôn cái thơ bị đồ á sẽ bị xa chỗ hát cái thơ dễ phèn mà đông tiệt vì thơ bị đông có sao tại cái minh tức mà bông minh tức sẽ cái minh tức sẽ cù tục hào á mình thấy cả ọt tức ọt ấy tới dưỡng bồn